Hello, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Mình là XC đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái chuỗi review xe cận cảnh, những chiếc xe mà có thể nói là coi được chứ không đẹp lắm. Thì xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc Exciter đời 2012 đã được chủ xe dọn lại với phong cách là LC135 của Malay. Thì về tổng thể xe thì chiếc xe là được xuống bộ bánh căm phục rất xinh boy. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu từ trên xuống nha các bạn. Rồi. Xe được trang bị đồng hồ LC135. Nó khác xa với đồng hồ Việt Nam mình nha. Từ cái nền tới mọi thứ. Rồi xe được gắn một cái trợ lực Olin. Olin tem khách. Lực xung. Size 120. Xi nhan AP. Xi nhan LC của 135. Bánh cầm. Đầm zin sơn bạc. Cam Osaki liền các xin boy. Cái xe này dọn đơn giản à. Anh thợ mình vừa mới dọn xong á, chưa kịp ốp hình nữa. Xe được gắn thêm cái cần số 2 chiều nha các bạn. Sẽ dễ vào số. Xe đang đi nhâm sinh để đi đi đầm sau đầm X1 EG phù rất xinh boy, không có tăng chỉnh. Bô zin mở cổ cổ 28-32 ốc mới gặp lại luôn. Heo-jin, phay logo, Rainbow. Điểm Motobat. Rồi xe đi tem lại C135 thôi. Xe dọn đơn giản thôi các bạn. Dàn chân dọn sạch sẽ. Rồi. Video clip của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video clip thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh mình nha. Thì góc phải có dưới màn hình á, các bạn là góc trái chứ mình sao, xin lỗi, là có cái Facebook của mình á. Thì các bạn muốn cần biết thêm chi tiết thì cứ inbox trực tiếp vào Facebook của mình để mình giải đáp thắc mắc cho các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn ạ. À.